Làm cho bạn một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của tỉnh Gia Lai. Đề như sau: đồ cháy hoàn toàn chất hữu cơ Z chứa C, H và O, thu được CO2 và nước có tỷ lệ khối lượng tương ứng là 88 chia 45. Câu A yêu cầu chúng ta là tìm công thức phân tử của Z, biết trong Z có một nguyên tử oxy. Câu B là viết công thức cấu tạo có thể có của Z, biết rằng Z có một số tính chất hóa học tương tự như rượu ethylic. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên của bạn đó là chúng ta đi xử lý cái tỷ lệ khối lượng CO2 trên nước là 88 chia 45. Như vậy để làm được điều này á thì em sẽ có như sau: em có khối lượng CO2 chia cho khối lượng nước. Chúng ta sẽ lấy mol C 44 nhân mol CO2, 18 nhân mol nước, và thế đề cho là bằng 88 trên 45. Từ đây em sẽ suy ra được mol CO2 chia mol nước. Được chưa? Mol CO2 chia mol nước thì như thế nào đây? Thì em sẽ lấy 88, em nhân cho 18, chia cho 45 nhân cho 44. Tính cho thầy tỷ lệ bằng bao nhiêu? Dạ 4/5. Bao nhiêu em? Dạ 4/5. 4/5. Rồi, mà nghe kỳ. Điều cầu chúng ta là tìm công thức phân tử của Z, biết Z có một nguyên tử oxy thì dễ rồi em ơi. Như vậy chúng ta đặt công thức khoáng là CXHIO vì có một oxy mà. Điều tác dụng oxy. Hệ số qua oxy chúng ta sẽ tính như sau: em lấy số carbon cộng số hydro chia 4 trừ số oxy chia 2. Ở đây em sẽ tạo thành XCO2 và Y trên 2 H2O. Chúng ta có như sau: mol C thì đúng bằng mol CO2. Lưu ý đây là nếu người ta cho chúng ta tỷ lệ 4 chia 5. Em hiểu không? 4 chia 5 thì ở đây em sẽ chọn như sau. Em chọn mol CO2 bằng 4 mol, mol nước bằng 5 mol. Cái này là quyền chọn em nha. Rồi, mol C bằng mol CO2 thì nó bằng 4. Mol hydro bằng bao nhiêu ơi? Mol hydro bằng bao nhiêu nhỉ? 10. 10. Bằng 2 là mol nước đấy, bằng 10. Khi đó em lập tỷ số X trên Y bằng mol C chia mol H. Vậy rồi nè, mol C là 4 này, mol H là 10 này. Mà 4 chia 10 thì bằng 2 chia 5. Thì đây chúng ta có công thức nguyên là C2H5 tất cả N O. Được cho em. Để yêu cầu này: viết công thức cấu tạo có thể có của Z, biết Z có tính chất tương tự như rượu ethylic. Hiểu. Chúng ta nhớ cho thầy là trong hợp chất hữu cơ thì N chúng ta, được chưa? N chúng ta, hydro chúng ta là một số chẵn, do đó N đây phải nhận giá trị là 2, là 4, là 6 hoặc là gì? Là 8. Hiểu vấn đề không bạn ơi? Rồi. Rồi đầu tiên chúng ta phải hiểu như thế này. Rượu ethylic là gì? Rượu ethylic là C2H5OH. Đúng không em? Giờ rượu ethylic này, chúng ta phải hiểu điều này chúng ta mới làm được công thức nó. Công thức là C2H5OH. Hay nó là C2H6O. Được chưa? Thuộc có công thức dạng chung. Có công thức dạng chung. Dạng chung nghĩa là giải đồng đẳng của hắn ấy. Nó là CnH2NO. N chúng ta là bằng 2. 2 nhân cho 2 là bằng 4, để được bằng 6 thì nó cộng cho mấy nữa? Cộng cho 2 nữa. Hiểu vẫn không bạn ơi? Ở đây bạn hiểu không? Ở đây mình cho nó là A đi cho nó khỏi trùng. Được chưa em? CaH2O cộng 2O.
Rồi. Như vậy chúng ta biết là rượu ở đây là nó là rượu no, được chưa em? Như vậy ở đây chúng ta có này. Bây giờ chúng ta có công thức này sẽ tương đương với là C2N H5NO. Được chưa? Có này. A ở đây là bằng 2N. Đúng không em? A bằng 2N này. 5N bằng 2A cộng 2. Thì đây mình sẽ tương đương với 5N giữ lại. 2A thì em sẽ làm như sau. 2 A là 2N cộng 2. Từ đây em sẽ ra N bằng mấy? N bằng 2. Có kiến gì vô này không? Có ý kiến gì chỗ này không ạ? Nghĩa là nó cùng công thức với rượu etylic thì nó sẽ tương ứng với giá trị, hiểu không em? Được chưa? Hai thằng này là cùng công thức tương tự thì nó phải cùng công thức dạng chung. Được chưa nào? Thì nó mới xuất hiện hiện tượng đồng phân. N bằng 2 thì bây giờ công thức bây giờ là gì? Công thức phân tử là C4H10O. Có ý kiến gì không em ơi? Không. Hương ý kiến nhiều hơn ơi. Dạ không thầy. Rồi, vì nó là rượu em ha. Vì nó là rượu. Rượu thì chúng ta có nhóm OH này. Còn lại đây là C4H9. Được chưa? Nhớ thầy quy tắc này này, quy tắc này do thầy tìm ra từ rất lâu rồi, từ những năm 2007 lận. Đây em ơi, cái góc CNH2N cộng 1 này thì nó sẽ có triết lý đồng phân như sau: 1 1 2 4 8. Đây là n bằng 1, n bằng 2, n bằng 3 và n bằng 4. Chúng ta đang thỏa mãn n bằng 4, thế vô nè. 4 4 nhân 2 là 8, 8 1 là 9. Như vậy đây nó sẽ có bao nhiêu đồng phân? 4 công thức cấu tạo, được chưa em? Như vậy thằng này sẽ tương ứng với 4 đồng phân hay là 4 công thức cấu tạo. Ê, và nhiệm vụ chúng ta viết bốn công thức này ra. Để viết bốn công thức này ra thì thực cực kỳ dễ thôi. Đầu tiên bạn rải thầy số carbon, thì đây chúng ta có bốn carbon. Bốn carbon thì nó có hai bộ khung. Đây là cái số đồng phân của anh can luôn. Bốn này. Chúng ta định hướng nhóm OH vào. Trước khi biết nhóm OH vào đâu thì chúng ta hiểu đối xứng đã. Hai này đối xứng này. Hai này đối xứng này. Còn dưới này thì ba carbon ở viền đối xứng với carbon trung tâm. Rồi. Ở nhóm OH chúng ta sẽ điền vào một vị trí, hai vị trí, ba vị trí, bốn vị trí. Còn những vị trí còn lại không điền vì đối xứng. Rồi chúng ta đến OH điền vào đây. Đó, thì các bạn viết công thức cấu tạo thì nó rất là dễ luôn nha. Cho nên mình sẽ bằng một cái triết lý cực kỳ bền vững nè. Chỉ cần em nắm được quy tắc là xong hết. Bộ khung, tính chất đối xứng. Thế là xong. Rồi. À, sau đó em điền hydro nữa là xong. Cho nên là H3 H2 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 3. Này tự điền đấy chứ thầy không nói nữa, mình điền hydro là vấn đề rất là khó, như đó thầy làm cho bạn luôn. Rồi. Có kiến gì về câu hỏi này không em ơi? Không Hương hiểu không Hương ơi? dạ hiểu Ok. mấy Sao em? cái này thì em biết vẽ là